Nồi lửa hấp đa năng Gonsan GMC3002 là một giải pháp thông minh và tiện ích cho việc nấu nướng hàng ngày của bạn. Với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và đa chức năng, sản phẩm này thực sự là một đối tác lý tưởng trong việc nấu ăn. Thiết kế trẻ trung và sang trọng, vỏ nhựa thì được làm bằng nhựa PP bền bỉ và cách nhiệt tốt. Dung tích của nồi là 5 lít, đáp ứng đủ nhu cầu cho gia đình 4 đến 6 thành viên. Lòng nồi chống dính an toàn, không lo bị han gỉ và dễ dàng làm sạch. Một điểm đáng chú ý nữa là tính năng 2-trong-1 của sản phẩm cho phép bạn nấu lẩu ở phía dưới và ở trên là hấp. Điều này thực sự tiện lợi khi bạn có thể chuẩn bị nhiều món ăn khác nhau trong cùng một lúc. Ngoài chức năng nấu lẩu, nồi còn có thể sử dụng để chiên, xào, luộc, hấp với công suất cao lên đến 1.500W. Nồi làm nóng nhanh chóng và đồng đều thức ăn. Công nghệ đầu dò nhiệt thông minh giúp tự động tắt khi quá nhiệt và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Cấu trúc cách nhiệt 3 lớp không chỉ ngăn ngừa bỏng tay mà còn giữ nhiệt tốt cho đồ ăn. Việc điều chỉnh sản phẩm cũng rất đơn giản với điều khiển bằng một núm xoay tích hợp ở ngay trên thân nồi. Tay cầm cách nhiệt giúp kéo và di chuyển sản phẩm không sợ bị bỏng. Vung thì được làm bằng kính cường lực cho phép bạn quan sát thức ăn trong quá trình nấu nướng mà không gây ra tình trạng dầu mỡ hay là nước bắn tung tóe ra ngoài. Với nhiều tính năng an toàn, thông minh như cơ chế tự ngắt điện khi cạn nước hay là nhiệt độ quá cao, với đầy đủ các tính năng và tiện ích, sản phẩm này xứng đáng là trợ thủ đắc lực cho căn bếp của bạn.